Hôm nay thầy rất là vui được giới thiệu với các bạn một ngành học mới tại Đại học Hoa Sen, đó là ngành học nghệ thuật số Digital Art của khoa thiết kế và nghệ thuật. Đây là một ngành học rất là thú vị, kết hợp giữa công nghệ, kỹ thuật số và nghệ thuật thị giác, thẩm mỹ. Đến với ngành học này thì các bạn có thể được trải nghiệm, học hành, học tập và làm việc trong những lĩnh vực như minh họa sách, minh họa truyện tranh, thiết kế tạo hình nhân vật game, thiết kế tạo dáng sản phẩm công nghiệp và cả lĩnh vực hoạt hình. Thì đây là một ngành học mà rất là được ưa chuộng trong tương lai. Với thời đại công nghệ 4.0 thì sự kết hợp giữa nghệ thuật số và nghệ thuật thẩm mỹ sẽ là một hướng đi rất là tối ưu dành cho các bạn. Sau khi hoàn thành chương trình học thì các bạn sẽ có thể ứng tuyển vào rất là nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ như là các bạn có thể trở thành giám đốc nghệ thuật, chỉ đạo, định hướng cho các dự án nghệ thuật. Hoặc là các bạn có thể trở thành họa sĩ minh họa, vẽ truyện tranh. Hoặc là các bạn có thể trở thành họa sĩ thiết kế ý tưởng, concept art cho phim và game. Thì hiện tại thì rất là nhiều cái công ty và rất là nhiều lĩnh vực ở Việt Nam rất là phát triển về cái lĩnh vực kỹ thuật số này.